À, thứ hai là em cũng cảm ơn bên trung tâm đã tạo điều kiện cho bọn em có cơ hội là học ở đây, và thứ hai là tiếp xúc với cả những cái nhà tuyển dụng. Em có một cái câu nói rất là tốt để bọn em có thể biết đâu trong số những sinh viên đây thì có thể vì sao lại làm được tuyển ở trong doanh nghiệp. Thôi em đi vào phần bài của nhóm em. Thì bọn em làm có hai bài, thứ nhất là bài Blue Banking và thứ hai là về cái website bán rượu. Thì cái đề tài là bán rượu, tại vì từ trình bày thì là có một cái phần liên quan đến automation test. Thì em sẽ tập trung vào cả hai phần đấy với cả phần hay nhiều test nữa. Thì báo cáo sẽ gồm có chính vấn đề chính, nhất là đặt vấn đề, thứ hai là giới thiệu về website, thứ ba là quy trình kiểm thử, thứ tư là chính lược kiểm thử, thứ năm là phạm vi kiểm thử, thứ sáu là điều kiện về kiểm thử, thứ bảy là đánh giá những kết quả đạt được, tám là sản phẩm danh mục, cuối cùng là kết luận. Như chúng ta biết là hiện nay thì công nghệ thông tin rất là phát triển, thì đã có rất nhiều cái phần mềm. Với những sự thay đổi phần mềm thì cái lỗi ở phần mềm nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội, kinh tế. Những lỗi này có thể gây ra do là trong quá trình làm phần mềm thì cái quy trình kiểm tra chất sản phẩm không tốt. Cái thứ hai có thể là do là có người cố tình phá hoại, vì vậy là việc ra đời sản phẩm xây dựng cái phần mềm đấy thì là phải ưu tiên kiểm thử. Cái này rất là quan trọng trong cái sự phát triển của mềm. Với mong muốn là xác thực rõ hơn về cái kiểm thử phần mềm thì chúng em đã chọn website đề tài là kiểm thử website bán rượu, đồng thời là để tiếp cận với công cụ kiểm thử tự động với cái công cụ robot Danbot, bộ thư viện là Serum 2 Library. Về website bán rượu, đây là một website chuyên cung cấp hàng về rượu. Website này cho phép người dùng có thể mua trực tiếp sản phẩm trên website và thanh toán khi mà nhận sản phẩm. Đây là một website có cái giao diện rất bắt mắt. Với phần banner thì tự động chạy đưa chuyển liên tục. Về phần trang chính thì gồm có mở đầu nhất là phần sản phẩm mới. Tiếp theo là những cái sản phẩm được sắp xếp theo từng cái danh mục. Ở bên tay trái thì là gồm có các chức năng như là tìm kiếm, đăng nhập, đăng ký các sản phẩm nổi bật và có phần update thêm các video mới. Về quy trình kiểm thử của nhóm thì thực hiện có như sau: thứ nhất là lập kế hoạch, thứ hai là thiết kế test case, thứ ba là review test case, thứ tư là thực hiện test và cuối cùng là đánh giá và báo cáo. Về phần lập kế hoạch thì cái sản phẩm đưa ra đó là gồm một cái kế hoạch kiểm thử chi tiết, trong đó bao gồm các cái như là chiến lược kiểm thử, phạm vi, với cái các cái chức năng được test, để phân bố nhân lực và cái đưa ra thời gian dự án hoàn thành, tương chưa cụ thể cho mọi người. Tiếp theo là bước thiết kế test case, bước này là bước rất là quan trọng. Nó đánh giá là cái chất lượng mình kiểm thử như thế nào. Trước đi test case thì là tất cả thành viên trong nhóm review xem cái sản phẩm của mình đã đạt được cái mức độ bao phủ của cái yêu cầu đưa ra chưa. Nếu mà chưa đủ thì làm thêm các test case khác để bổ sung. Bước thứ tư là thực hiện test case, tức là thực hiện những cái phần mà từng thiết kế đưa ra và đưa ra kết quả, và cuối cùng là đánh giá và báo cáo. Phần này thì là đưa ra những cái đánh giá về cái chất lượng của quá trình test dựa vào những tiêu chí mà đặt ra ban đầu, thì xem là chất lượng test case thì đã được chưa, cái mức độ lỗi phân phối như thế nào. Về phần là chiến lược kiểm thử thì môi trường kiểm thử là hệ điều hành Windows 7, Windows 8 và trình duyệt là bắt hình duyệt là Internet Explorer 11, Firefox, Chrome. Loại kiểm thử thì có kiểm thử giao diện, kiểm thử chức năng, kiểm thử đã trình duyệt. Kiểm thử đã trình duyệt có thể là phần tương thích của cái website này, với cả các hình khác nhau, và tính kiểm thử bảo mật.
và kiểm tra khả năng tính khả dụng. Về phương pháp tìm thử thì là theo kịch bản Split Bay, thăm dò, khám phá, exploratory test và kiểm thử động sử dụng robot playbook. Trong phạm vi kiểm thử thì có các chức năng chính như là trang chủ, đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm. Trong quá trình mà làm thì bọn em đã thấy là trong cái tài liệu SIS thì thiếu mất phần là mô tả về thông tin tài khoản, thì em đã bổ sung vào đây. Về điều kiện từng kiểm thử thì điều kiện kiểm thử mong muốn đó là 100% bản thi, thứ hai là các lỗi quan trọng nên được close và các lỗi open thì hầu như không ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống. Qua quá trình kiểm thử thì kết quả đạt được là như sau. Số kịch bản tính là 188, số kịch bản được thi là 183. Có một số case thì không được thi được là do là thời gian, ví dụ như chẳng hạn là hoặc là mình không phải là người admin, em không thể nào mà chỉnh được những cái sản phẩm theo ý mình để mình thử tới đấy. Số kịch bản thành công là 98 và số kịch bản thất bại là 85%. Nhìn vào đây nó thấy là cái kịch bản thành công và thất bại nó cũng tương quan là khá bằng nhau. Thế thì liệu là khi mà nhìn vào đây chẳng hạn thì em giá là có sai là không? Chúng ta ta không biết được, tại vì đôi khi là những cái thất bại nhiều nó lại là liên quan đến chức năng, có thể là không quan trọng. Nên là chúng ta phải xem vào là cái theo đó là cái phân bố lỗi và cái mức độ lỗi. Nhưng mà thật ra là cái trang này có những vấn đề, vì là cái phần đăng ký bọn em chia thì nó có mấy mức khác nhau. Mức đầu tiên thì là break hệ thống nhưng không có lúc nào. Mà mức tiếp theo là measure thì có thể là ảnh hưởng đến cái chức năng khi nó phát hiện được. Mức thứ ba là medium thì nó là có ảnh hưởng phần nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tổng thể website. Và mức cuối cùng là mức này là có thể là kênh nào cũng được mà nói chung là nên khắc phục để cho chất lượng nó sẽ hoàn thiện. Thì tổng số phân bổ lỗi như sau. Đây là biểu của lỗi. 67% lỗi thì ở chức năng đăng ký. Còn các lỗi khác thì phân bổ đều ở các chức năng còn lại. Sản phẩm tăng lục thì là gồm có kế hoạch sách thử, thứ hai là các test case, thứ ba là cái file automation, thứ tư là cái phần là đi cấp lỗi, và phần thứ năm là báo cáo kiểm thử. Qua quá trình thực hiện thì em nhóm chúng em đánh giá là website này chưa thể đưa đi vào hoạt động, tại vì vẫn còn rất là nhiều lỗi ảnh hưởng đến chức năng của website. Qua đây thì cũng thấy là cái vai trò quan trọng của kiểm thử tự động ở trong quá trình kiểm thử nó rút ngắn rất là nhiều cái thời gian để thực hiện website, đặc biệt là đối với về trong hoạt động sản xuất thì có những phần như là kiểu là regression test thì em nghĩ là cái này nó sẽ đóng góp rất là nhiều. Về bài học kinh nghiệm thì trong quá trình làm việc thì cũng có một số vấn đề, chẳng hạn như là cái tiến độ công việc thì đôi lúc còn chậm chạp và ảnh hưởng đến cái chất lượng của đồ án. Thì bọn em đã là nhóm trưởng thì em đã phân công chi tiết hơn việc mọi người và luôn luôn đốc thúc quản lý mọi người để cố gắng hoàn thiện cái tiến độ được giao. Thì bài học ra đó là khi mà lập cái test plan thì phải nêu chi tiết từng ngày ở hạn, thì phân công cho mỗi người làm công việc gì để đảm bảo là cái nguồn nhân lực được phát huy ở tối đa. Ngoài ra thì cái kiến thức của mọi người về trong lĩnh vực website này, kiểm thử website cũng rất là thiếu. Thì trong cả nhóm đã chia sẻ những tài liệu mình có để cùng trao đổi với nhau, cùng học, cùng làm để cố gắng ra kết quả nhất. Về cái hướng phát triển trong tương lai thì nhận thấy rằng là cái công cụ kiểm thử động nó có rất nhiều cái tác dụng. Hướng tương lai của em sẽ là tìm hiểu sâu hơn về cái công cụ này để áp dụng hơn nhiều vào cái việc kiểm thử website mà nói riêng và kiểm thử nói chung. Em xin đi vào phần sản phẩm cụ thể. Thì nhất là cái test plan. Nội dung như là em đã nêu ở trong cái báo cáo.
theo là phần test case. Phần test case này cũng rất là chi tiết, thì gồm có các chức năng. Ngoài ra thì gồm có cả phần các chức năng khác và phần hỏi đáp, kiếm liên hệ, là phần năng suất, kiểm tra thử cả phần security và visibility.